Tùng nè, con đem mấy đồ này đem trả lại cho người ta đi con. Ủa sao vậy nè? Mấy cái đồ này là con mới mua cho mẹ mà. Thì do vợ con mới mua đó, mẹ chưa có dùng đến nên mới đem trả được đó con. Mẹ, đây là thuốc huyết áp, đây là thuốc bổ máu nha mẹ. Con mua làm chi cho tốn kém vậy không biết nữa. Không có tốn kém đâu mẹ, đây là tấm lòng của con mà. Mẹ cảm ơn con nha. Mẹ thiệt là có phước khi mà được có con dâu hiếu thảo với con vậy đó. Rõ ràng hôm trước giờ con nói là nhận quà là vui lắm mà. Nhưng mà Trúc nè, hôm qua mẹ đi ngang cái cửa hàng quần áo đó, mẹ thấy có mấy bộ hợp với con lắm. Con bận chắc đẹp đó, giờ mẹ dẫn con đi mua nha. Dạ thôi mẹ, con cũng còn đồ mặc, không sao mẹ. Trời ơi, tiền điện tăng, tiền nước tăng, tiền học nữa. Mẹ già rồi, mấy cái thuốc bổ đó mẹ thấy không có cần thiết lắm đâu con. Cần chứ mẹ. Con dâu của mẹ, con đã cực khổ trong cái nhà này nhiều lắm rồi. Bây giờ tới lúc con phải chăm sóc cho bản thân con nhiều hơn chút nữa nha con. Con cảm ơn mẹ, nhưng mà cái này là tấm lòng của tụi con mà. Với lại vợ chồng con có khó khăn cách mấy đi chăng nữa thì cũng không có đến mức mà không có thuốc bổ cho mẹ được. Dạ con đúng đó mẹ. Mẹ nhận tấm lòng nhỏ này của tụi con nha. Được rồi, mẹ nhận cho vợ chồng con vui nha. Chi xi de xia tiên, tìm bông chim de xuân.